Liên quan đến chiếc mô tô phân khối lớn trị giá 700 triệu đồng mà đối tượng Nguyễn Văn Nam dùng tiền cướp ngân hàng để mua, nhiều ý kiến phân tích cho thấy chiếc xe sẽ bị thu giữ, kê biên và bán đấu giá để hoàn trả tiền cho ngân hàng. Vụ cướp táo tợn đang thu hút sự chú ý của dư luận. Nguyễn Văn Nam, 24 tuổi, trú tại huyện Cát Hải, Hải Phòng, được xác định là nghi phạm chính thực hiện vụ cướp 3 tỷ đồng tại ngân hàng. Đáng chú ý, một ngày sau khi cướp được số tiền lớn, Nam đã tìm đến một cửa hàng ở Hà Nội để mua xe mô tô phân khối lớn để làm phương tiện chạy trốn. Trong ngày 8 tháng 1, cửa hàng nơi Nam mua chiếc xe cũng đăng tải thông tin giới thiệu việc bán chiếc siêu xe kèm hình ảnh bàn giao xe cho thanh niên quê Hải Phòng lên trên mạng xã hội bằng các biện pháp nghiệp vụ các tổ công tác đã nhanh chóng phát hiện nam đang lẫn trốn tại khu vực phường bắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên nên tiếp cận và khống chế thành công tại thời điểm bắt giữ tổ công tác cũng đã thu được khẩu súng ngắn bắn đạn trì mà nam sử dụng để gây án cùng phần lớn số tiền cướp được tại ngân hàng công an hải phòng đã làm các thủ tục để di lý nam về địa phương phục vụ công tác điều tra